Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án AirDrop đến từ file Lapas để tham gia kèo AirDrop này. Mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram yêu cầu nhé. Sau khi vào đây thì mọi người sẽ bấm chat cho Telegram cho mình. Ok, vào đây bấm start cho mình. Rồi sau đây bấm continue và mọi nhập mã cấp ra cho mình nhé. Ok, tiếp theo ở đây mọi người follow kênh Telegram này, nhiệm vụ khá đơn giản thôi. Bấm join. Đồng thời mọi chat cho mình một từ. Rồi. Ok, quay trở lại. Tiếp tục join vào kênh chân New Telegram. Bấm join. Ok, quay trở lại. Follow Twitter, like và retweet là kênh Twitter cho mình. Ở đây bấm theo dõi này. Rồi kéo xuống bài đăng. Mọi người bấm thích này. Sẽ retweet là kênh Twitter. Rồi. Retweet là kênh Twitter. Ok. Quay trở lại. Bây giờ mọi người sẽ join vào kênh Twitter ở dưới này đúng không ạ? Rồi. Kênh group Telegram mọi người sẽ join lại xem đã join chưa. Đã join. Rồi. Kênh group này. Đã rồi, bấm đôn cho mình. Rồi tiếp tục, ở đây bấm đôn tiếp tục. Rồi, mọi người sẽ nhập username tài khoản Twitter của mọi người vào. Ok, ở đây bấm đôn tiếp tục. Rồi. Địa chỉ ví mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BSC ở ví Trust Wallet hoặc MetaMask cho mình nhé. Ở đây mọi người sẽ vào ví MetaMask hoặc ví Trust Wallet. Mọi copy địa chỉ ví ETH hoặc là địa chỉ ví BSC. Đây địa chỉ ví BSC này. Đấy, hoặc là địa chỉ ví ETH này. Đây, rồi sau để bấm sao chép cho mình. Tiếp tục gửi địa chỉ ví vào đây xong. Rồi sau khi gửi địa chỉ ví thì mọi người sẽ có link red, mọi người chia sẻ bạn bè và người thân để kiếm thêm token này. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án nhận 2.000 token FLT mạng BC. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.